hạng mục truyền hình á, mình cũng làm rõ ở đây là không phải chỉ có những cái bộ phim truyền hình mà chiếu trên kênh của Today TV hay là trong cái nhóm kênh của bên IMC sẽ được tham gia vào cái giải thưởng ngôi sao xanh. Tất cả những cái kênh truyền hình, những cái bộ phim được chiếu trong cái thượng tuần của trong cái khoảng mà 15 tháng 11 trở đi của năm rồi cho đến 15 tháng 11 của năm nay là được mời tham gia những cái bộ phim đó, có một cái ban thư ký, và những cái bộ phim này thì sẽ được mời tham gia từ những cái đài cũng như là những cái ví dụ như là TV2 này, ví dụ như Vĩnh Long, hay là ví dụ như là ở bên TFS hay là ở VTV. Cái vấn đề là những cái đài này nó cũng có những cái lý do mà người ta không có muốn tham dự cái tham gia vào cái này, thì mình cũng không có quyền quyết định. Cái vấn thứ ba đó, cái vấn đề web drama đó, thì thật sự là khi mình nói cái này thì mình ghi nhận đây là một cái mà thật sự là ban tổ chức cũng bàn với anh Tuấn ở chủ tịch của hội đồng nghệ thuật về những cái hướng mà mình mở rộng thêm để mà bắt kịp cái xu hướng của thời đại, cũng như là tạo điều kiện cho cái giới trẻ nhiều hơn trong tương lai, tạo cái sân chơi nó nhiều hơn. Là mình ghi nhận cái vấn đề này và cũng cảm ơn Kim Anh về cái câu hỏi, là thay vì nó là nó sẽ là một cái giải, nó là một cái giải phim trực tuyến hơn là ở cái giải web drama hay là những cái vấn đề khác, để cho nó bao gồm tất cả những cái vấn đề này. Những cái vấn đề đó chắc để năm sau là mình sẽ giải thích nhiều hơn. Vâng, xin tiếp lời anh Thuyền thì tôi xin trả lời về bạn mấy câu hỏi. Một là diễn viên Ngọc Trinh thì đúng là nó cũng không có vấn đề gì cả. Khi mà cái hội đồng nó có cái hội đồng gọi là sơ tuyển ấy, thì tức là giữa Minh Hằng và Ngọc Trinh thì chắc là các bạn đánh giá coi như Minh Hằng tốt hơn nên các bạn đề cử Minh Hằng, chứ cũng là Ngọc Trinh thì ở đây chúng tôi không không có đánh giá gì về vấn đề pháp luật thì có vấn đề gì ở đây cả. Còn về bộ phim Đất rừng phương Nam thì cũng phải nói thực lòng với các bạn như thế này, tức là Đất rừng phương Nam thì cái thời gian vừa rồi là thì mọi người đều chứng kiến nó rất là nhiều vấn đề. Tôi cùng anh Đào Bá Sơn thì vừa rồi cũng anh Lê Hoàng nó cũng đi tham gia cái liên phim ở Đà Lạt ấy. Và một cái Đất rừng phương Nam thì cũng vừa tham dự cái giải bông sen ở Đà Lạt, và trước 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 giải và trong thời gian chấm giải thì phải nói là nó cũng nhận được nó quá nhiều ý kiến trái chiều. Tất nhiên là với một cái hội đồng như ngôi sao xanh thì cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mà tôi thực sự là đối với các anh Trinh Hoan, Quang Dũng cũng là những người bạn, người anh em cả, thì chúng tôi cũng ngồi trao đổi nói chuyện, thực sự là nói chuyện với nhau, thì các bạn ấy bây giờ các bạn ấy thực sự là muốn là bắt đầu một công việc mới, bắt đầu một bộ phim mới, và muốn tất cả những cái chuyện lùm xùm xung quanh đất rừng phương Nam nó tạm thời nó dừng lại đi đã. Thế cho nên là cũng cũng gọi là thể theo cái nguyện vọng của các bạn thôi, thì chúng tôi cũng không đề cử cái đất rừng phương Nam vào đây. Thế thực sự là ở đây là nó có vấn đề là như thế thôi. Đơn giản là cũng là chính là từ cái mong muốn của những người làm phim đất rừng phương Nam, và chúng tôi cũng khi mà trao đổi với anh em bạn bè thì họ cũng muốn Trinh Hoan, Quang Dũng và các thứ đều muốn dừng lại. Mà vì bởi vì biết là nếu mà ngôi sao xanh lại đề cử tiếp thì chắc là lại một trận cuộc chiến nữa tiếp tục, rất là mệt mỏi với các bạn ấy, mà các bạn muốn là công việc mới. Chúng tôi tôn trọng cái điều đó. Vâng. Truyền hình của các đài khác ấy, thì tôi phải nói thêm này, thực ra là với cái giải thưởng này chúng tôi mở lòng với tất cả các đài, tất cả các bộ phim, nhưng mà khi ở đây thì nó và khi chúng ta gọi là ban tổ chức mời những bộ phim đó, bao giờ có cái động tác là chúng tôi phải mời mời và họ có nhận lời hay không. Thì ở đây các bạn cũng có một thực tế như này này, có một số đài
Và trong đó thí dụ là VTV là đặc biệt VTV thì họ cũng có một cái giải thưởng của họ và họ rất là ngại, thực sự là đây là họ ngại cạnh tranh đấy chứ không phải gì đâu. Tôi đã có một số bộ phim của VTV và tôi đề cập và nói thật là tôi đã nói chuyện với cả các đồng chí lãnh đạo của VTV rồi. Các anh thì lúc nói chuyện thì rất vui vẻ và sẵn sàng cho tham dự thôi, nhưng mà cuối cùng thực chất là họ 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 không muốn cho những cái bộ phim tham dự, bởi vì họ muốn độc quyền thôi, họ họ cũng muốn độc quyền ở cái giải thưởng của họ. Thế thì những bộ phim được được tham dự ở ngôi sao xanh là trên tinh thần là ban tổ chức mời, và cái những người được mời thì có nhận lời hay không đấy là quyền quyết định của chính mọi người. Tôi xin hết ạ. Dạ, chị Phương Anh được gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đồng nghiệp và tất cả quý vị khán giả đang xem trực tiếp chương trình Ngôi sao xanh 2023 ngày hôm nay ạ. Dạ, bị gọi tên bất ngờ cho nên em cũng hơi hơi không biết phải nói gì. Nhưng mà thật ra là hôm nay cũng cảm thấy rất là vui và rất là vinh dự khi mà được góp một phần nhỏ của mình để có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và cảm xúc của anh thì thật ra là đang hạnh phúc lắm ạ, bởi vì là cái bộ phim Siêu Trợ Lý là bộ phim lần đầu tiên Quỳnh Anh làm sản xuất và cũng là diễn viên chính, thì được sự đón nhận của tất cả quý vị khán giả, cho nên là cũng được một vài cái đề cử nho nhỏ trong Ngôi sao xanh 2023. Thì rất là hy vọng là cái giải thưởng Ngôi sao xanh 2023 lần này của chúng ta thì sẽ thành công tốt đẹp, và quý vị khán giả sẽ luôn luôn yêu thích điện ảnh của Việt Nam và sẽ ngày càng đi lên hơn nữa ạ. Cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn chị Đường Anh. Em hỏi thêm một ý nữa là dạ. năm nay mình đã có một cái kế hoạch gì cho việc kêu gọi bình chọn cho mình từ khán giả chưa ạ? Thật ra là kêu gọi thì anh cũng không biết kêu gọi bằng cách nào, thì chỉ chắc là lên Facebook hoặc là những cái trang mạng xã hội của mình để kêu gọi, bởi vì là anh cảm thấy là năm nay thì có rất là nhiều những cái hạng mục đề cử mà thấy cái phim nào nó cũng hay, cũng chất lượng, rồi diễn viên thì càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, diễn giỏi hơn, và phim thì phim nào cũng hay hết, cho nên là mình chỉ mong muốn là cái bộ phim của mình nó là một cái phần gì đó mà có thể là chạm đến khán giả, thì khán giả sẽ yêu thương và bình chọn cho mình thôi ạ. Cảm ơn chị Trương Quỳnh Anh, và hy vọng là với những điều đó thì sẽ có thật nhiều khán giả bình chọn cho chị Trương Quỳnh Anh để đạt được chiếc cúp danh giá của Ngôi sao xanh năm Dạ, 2023. mơ ước ạ. Xin được cảm ơn rất Dạ, nhiều cảm cho ơn phần rất thật lớn nhiều. dành Dạ. cho chị Trương Quỳnh Anh. Ngồi gần với chị Trương Anh thì Quang Huy có thấy anh Hoàng Mập ạ. Em cũng muốn hỏi đôi điều với anh Hoàng Mập ạ. Không biết rằng là chị Trương Quỳnh Anh thì nó là chia sẻ trên Facebook để kêu gọi fan rồi mọi người bình chọn cho mình. Còn về kế hoạch của anh Hoàng Mập sẽ là gì ạ? Em được biết rằng là không chỉ anh Hoàng Mập mà em còn biết là anh đạo diễn Xuân Phước cùng với anh Hoàng Mập thì cũng đã xuất hiện trong hai phần đề cử và cùng cạnh tranh với nhau. Không biết rằng là lúc này thì kế hoạch riêng của anh Hoàng Mập là gì? Mình có thể chia sẻ bí mật được không ạ? Em xin chào quý vị, chào các anh chị trong khán phòng ngày hôm nay. Chúc quý vị có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Em xin phép được ngồi ạ. Em đứng em chàng màn hình quá, thấy ghê quá. Thật sự thì đến với Ngôi sao xanh thì Hoàng Mập cảm giác như là trở về gia đình mình, một cái nơi rất là vui, rất là háo hức, rất là nhộn nhịp để anh em làm nghề có thể gặp mặt nhau, có thể ôn lại những thành công hoặc hứa hẹn năm sau mình đi nữa. Hồi nãy anh em đây có nói vui là chúng ta đi họp lớp Ngôi sao xanh mà lớp trưởng là anh Thiện. Thì Hoàng chỉ mong là Ngôi sao xanh ngày càng phát triển hơn, cột mốc 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc là 100 năm, nhiều hơn nữa, hy vọng là vậy. Và Hoàng không biết kêu gọi như thế nào, tại vì thật sự thì nhìn lên cái bảng đề cử phim hay đề cử đạo diễn ai cũng giỏi, ai cũng xinh và ai cũng đẹp, chỉ có mình Hoàng mập mập quá. Nên hy vọng là mọi người thấy em mập, em dễ thương thì bầu chọn cho em. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, có cuộc sống an lành. Xin được cảm ơn anh Hoàng Đầu Mập tiên ạ. cho em xin phép gửi lời chào tới tất cả mọi người có mặt ở đây ạ. Thì lần lần gần nhất thì em tham gia thì chắc là tham gia với một cái giải của phim chiếu mạng, năm đó là hình như là Ghe Bẹo Gẹo Ai cũng đoạt giải, thì hy vọng năm nay cũng may mắn như vậy, mình cũng sẽ có một giải cho năm nay. Sự hy vọng của mình thì em nghĩ là mình cũng nên kêu gọi bình chọn không anh?
Thì người mập thứ hai trong cái hàng đó là chắc là em Sơn Hoàng Mập, nên là hy vọng mọi người thấy dễ thương cũng bình chọn cho em ạ. Dạ, cảm ơn anh Võ Thanh Hoàng rất là nhiều đã có những chia sẻ vừa rồi.